Shop 7sao.com, shop bán hàng phẩm dầu uy tín 7 server. Hiện tại web có rất nhiều dịch vụ cho anh em tha hồ lựa chọn như bán vàng, bán ngọc, làm nhiệm vụ săn bẫy úp đạn. Ngoài ra, anh em muốn zing ngay ở khủng outfit với giá 10k thì anh em có thể lên ngay shop 7sao.com để thử vận may nhé. Và hai chào bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục series về em Viming ST nha. Thì trong cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ mở nội tại cho em nó. Thì mình úp tính đến hiện tại bây giờ là mình úp 3 bản đồ kho báu trong sự kiện X2 anh em ạ. À không, phải đến bây giờ là úp được 4-5 bản đồ rồi anh em ạ. Đó, à 4 hoặc là 5 bản đồ rồi. À chính xác là 5 bản đồ anh em nhé. Cái lúc mà hôm có sự kiện X2 thì lúc đấy leak mình nó bị kẻ gian vào nó phá tung ngạc luôn. Thì mình mới đầu tư lại thôi. Thì trong cái thời gian khó khăn này thì rất mong anh em hãy bỏ chút thời gian ra like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Để mình có thêm một chút động lực ra những cái video hay hơn để cho anh em nhá. Ok, thì rồi và bây giờ mình sẽ mở luôn nội tại cho anh em xem nhá. Thì trước khi mà mở nội tại thì mình sẽ về nhà anh em ạ. Ok, và rồi hiện tại thì mình đang ở nhà anh em ạ. Mình đang lâng động 7 này. Đó, sức mạnh của Viming ST đang là 10 tỷ 400 triệu sức mạnh. Đó, nội tại thì chưa mở anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ mở cho anh em xem nhé. Ok, bây giờ mình sẽ bấm mở nội tại luôn. Thực sự đây, ra làng cái lốt mở cho nó run. Run khách anh em ạ. Không biết phát đầu tiên, hầu như cái phát đầu tiên là đều ra cái nội tại ngon nhất anh em ạ. Thì mình sẽ mở luôn anh em nhé. Mở nội tại luôn. Sẽ mất 10 triệu vàng, mình sẽ mở luôn xem ra cái gì. Wow, phát lỗ 31% tốc độ hồi phục em ạ. Nội tại đầu tiên. Nhưng mà thực sự cái nội tại này mà không thích lắm thì chắc mình phải mở phát thứ hai. Phát thứ hai mình sẽ được một cái nội tại tiếp tục, chính là biến hình cộng 14% sát thương. Thì cái nội tại này mình cũng không thích lắm, thì mình sẽ mở 40 triệu vàng đi. Nội tại tiếp theo mình sẽ là một cái nội tại, phải nói là cái nội tại này mình méo thích luôn anh em ạ. Thực sự luôn, mình không thích cái nội tại này. Thì mình sẽ chắc mở 100 ngọc thôi. Đó, chứ 80 triệu vàng là khá là sót đấy anh em ạ. Sót phết. Đây mình sẽ mở VIP anh em nhé. Mất 100 ngọc. Một kệ mất 100 ngọc thì sẽ ra được biến thì vẫn là 14% anh em ạ. Có lẽ nào. Rồi, bây giờ mình sẽ qua khu 17 đi. Khu không người xem mình có mở nó hên hơn. Đây, mình sẽ mở lại anh em nhé. À, đúng rồi, hiện tại PT mình có tên là Viming ST nhé. À, tem siêu trộm Viming. Em nào mà có tên là siêu trộm thì anh em có thể vào PT của mình để chơi anh em nhé. Ok, rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục mở cái nội tại của mình. Hiện tại mình còn 280 triệu vàng và 500 ngọc. Thì không biết mình sẽ ra nội tại gì. Thì anh em hãy cùng xem và đừng có tua video nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, bây giờ... Bạn là một game thủ chân chính. Masaki! Bạn chán ngấy với khi chơi game lại từ đầu. Vâng, tôi sẽ giúp bạn bằng cách bạn đã truy cập vào ngay shopviming.com, sau đó bấm vào mục đầu tiên và nó truy cập vào web của tôi. Bạn hãy bấm vào mục đăng ký để tạo lấy một cái link. Sau khi đăng ký thì các bạn hãy chọn link ngẫu nhiên mà bạn muốn đăng ký, bấm đăng ký và phần làm thẻ chọn loại thẻ, chọn mệnh giá. Sau khi làm thành công thì bạn hãy vào ngay mục ngọc dòng online để chọn link muốn mua. Shop thì có rất nhiều link giá rất là học sinh và sinh viên để cho anh em tha hồ lựa chọn. Bấm vào mục mua đồ giá rẻ nếu bạn cần mua đồ 3 sao. Bấm vào mục game răn rôm nếu bạn chỉ có 10k và muốn tinh ngay ở khủng hoảng VIP. Sử dụng shopviming.com thật là ngon. Mình sẽ mở tiếp nha. Wow, nội tại tiếp theo của mình chính là nội tại này thì thực sự mình cũng không thích luôn. Ok, wow. Từ nãy giờ mình đang mong một cái nội tại, một là khiên, hai là chó anh em ạ. Nhưng mà sự là ý trời, nó khó quá, nó khó ra thực sự luôn. Cái nội tại này thì với sự kiện X2 thì thực sự là cũng ngon đấy. À không, không ngon. Sida lắm. Wow, click Viming ST này sao mở toàn ra nội tại Sida vậy. Wow, ok anh em ạ. Thì nội tại cuối cùng của mình chính là được một cái nội tại chính là chói cộng 77%. Còn chói kế tiếp anh em ạ. Đây là một trong những cái nội tại thì mình khá là thích. Ok, và bây giờ mình sẽ qua vay lối cao lốt. Mình sẽ lưng mình sẽ lưng chói của mình lên bằng tiềm năng. Sau đó mình lưng cấp nhanh bằng ngọc em nhé. Ok, bây giờ mình sẽ lưng luôn. Khi năng lượng cấp 3, 150 ngọc. Đắt vãi.
Đọc sạch đôi lưng luôn. Dân chơi sợ gì mưa rơi đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ bấm lưng nhá. Không biết là mất khoảng bao nhiêu ngọc đây. Chói ba của mình chắc cũng mất 150 ngọc nữa thì cũng chế. 70 ngọc lại rẻ hơn này. 70 ngọc thì cũng được anh em ạ. Đây, chói ba này. Bây giờ mình còn khoảng là 188 ngọc thì may ra chắc được khoảng thêm 2 nháy nữa. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đến chói 4 anh em nhá. Chói 4 đi. Chói 4 là chói thời gian là 20 giây. Ok, bây giờ mình sẽ bấm này, 80 ngọc em ạ. Ok, chắc mình được khoảng chói 5 anh em ạ. Chói 5 thì cũng ok đấy, chói 5 thì được. Đây mình sẽ lưng chói 5 anh em nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ lưng chói 5. Chói 5 là mất mình 1 ngày 90 ngọc. Ok, lưng luôn anh em nhá. Rồi, hiện tại mình đang ở chói 5 rồi. Bây giờ mình sẽ học kỹ năng chói 6 đi. Học kỹ năng chói 6. Thực sự mình rất là thích chói luôn ý. Chói mới khiên thì thích lắm. Ô, à, mình thiếu gì nhỉ? 3 tỷ mốt tiềm năng cơ. Mình còn thiếu khá là nhiều. Chắc bây giờ mình sẽ học cái khiên năng lượng đi. Chắc bây giờ mình phải học khiên năng lượng em ạ. Học thêm cái khiên năng lượng đi. Cái kia tốn khá là nhiều tiềm năng. Và bây giờ cũng hết sự kiện rồi. Thì tiềm năng mình không còn nhiều nữa. Thôi chắc học cái khiên này 9 ngày đi. 9 ngày chờ. Thôi khi nào có ngọc thì lưng tiếp anh nhá. Hiện tại thì mình đang có khoảng là 18 triệu vàng nữa. À nhầm, 18 ngọc. Thì bây giờ mình sẽ quay trở về làng Kakarot anh em nhá. Quay trở về làng Kakarot này. Sau đó thì sẽ mình sẽ mua gì đây? Đây. Ok, mà bây giờ mình sẽ mua cái Zara ngọc thử đi, nghịch thử xem sao anh em nhá. Ok, bây giờ mình sẽ ăn cuồng lộ vào đi. Sự đánh thì lên được khoảng 14k, à không, 20 mấy k ấy. Ăn cuồng lộ lên thì sự đánh lên được 25k, bị lag. Lag cho nên là chỉ số nó chán phải lồi luôn. Bây giờ đang mặc set sức mạnh tiềm năng nữa chứ. À ừ, đúng rồi, hiện tại mình đang có một cái set phản sát thương em ạ. Set này mình mua giá 240 triệu em ạ. Anh em thấy rẻ không? Một set 70% ấy. Em nếu thấy rẻ thì cho mình một like nha. Ồ, mình có cả giày này. Ồ, anh em ạ. Mình còn một cái giày phản sát thương với một... À, mình còn... À, đúng rồi, mình mới một cái set. Mình mới mua một set hút mà đúng không? À không, mình còn một cái áo này, à một cái quần này, một cái giày này, cái giày, cái áo. Áo nhìn chung mình như mình cho đệ mặc rồi sao? Không phải, chắc mình bị lú rồi. Chắc bị lú rồi. Ok, thôi mặc vào đi. Đây, ừ đúng rồi, mình mới mua một cái set thì phải. Đúng rồi, mình mới mua một set nhá. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cất vào dương nha. Bây giờ mình sẽ mặc một set phản xong đi thử ngọc dòng Lamex chơi thôi. Chứ thực ra mình cũng yếu xì à. Đây, set phản thì mặc thêm cái quần này, áo này, ok. Khiên thì cũng được 20 giây thì cũng được. Ok rồi. Mấy cái đồ sức mạnh tiềm năng thì cho đệ mặc đi. Đệ thì hôm sự kiện 2 mình cũng chả úp mấy. Đợi một thời gian nữa chắc úp. Thời gian nữa cố gắng úp anh em nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ngọc dòng Lamex thôi. Đó, làm khá là mất nhiều thời gian của anh em rồi thì anh em thông cảm mình. Ok, và bây giờ mình sẽ bấm vào ra ra gòn ngọc em nhé. 100k vàng. Ok, bây giờ biến khỉ lên. Đó, biến khỉ lên. Khỉ 7 của chúng ta đã được kích hoạt. Và thanh niên nào giữ ngọc dòng đây? Không có ai luôn. Ok, bây giờ sẽ qua lại 100k vàng tiếp theo. Đây, ok, hiện tại nhặt luôn. Rồi, Pem thì đây, thanh niên này, chắc chắn mình sẽ Pem thanh niên là đầu tiên rồi anh em ạ. Đó, sẽ phản sát thương, thanh niên kia Pem khá là trâu. Nhưng mà do phản sát thương của mình thì bị phản kìa, sấp mặt luôn anh em ạ. Đánh càng đau của mình thì phản càng mạnh luôn ý. Thì thực ra cái lick VMST này của mình thì ra cũng khá là yếu. Vẫn chưa chuyển được khu anh em ơi. Okay. Chuyển được rồi, ok anh em ạ. Tại mình đã chuyển được khu thành công rồi. Đây, đối thủ tiếp theo của mình sẽ là một thanh niên. Đấy, solo mới phản sát thương. Thanh niên đấy, nếu mà solo chay với mình thì chắc chắn là mình sẽ bị thua. Nhưng mà thanh niên kia bị dính phản sát thương cho nên là
dính ngay đòn khá là mạnh của mình. À ừ đúng rồi, huyết sáo mình còn chưa học kìa. Thì 7 là học được huyết sáo anh em nhé. Mình còn chưa học luôn ấy. Đây, bố tổ với thanh niên này. Mẹ đi đâu cũng gặp, thật ghét thế. Thay em với anh. Đi mẹ. Sắp mặt luôn anh em ạ. Chắc bây giờ mình phải giết, chắc phải giết. Láo đéo này. Sao lại kêu mình láo nhỉ? Mình nám gì sai anh em? Anh em thấy mình nám gì sai mà nó kêu mình láo? Đậu xanh cho nó nữa. Nhặt có viên ngọc rồng nữa nó cũng kêu mình láo thì mình méo biết là mình làm cái gì là không láo nữa. Chắc mấy anh niên này đùa đúng không? À, xem nào. Nội tại thì cũng mở xong rồi. Thì chắc bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ thôi. Ok, và chắc clip mình sẽ tạm dừng ở đây. Em xem clip này của mình, nếu mà thấy hay thì đừng tiếp một like, một lượt chia sẻ của kênh mình. Cảm ơn đã xem clip của mình. Bye bye. Hẹn anh em trong những clip tiếp theo nha.